Hello, em chào các bác. Em lên sóng một chiếc đồng hồ có giờ thế giới luôn nha, giờ thế giới là của các nước nha, kim của nó đang hoạt động, đang chạy luôn nha. Đây là giờ hiện tại của mình nha các bác. Cái này được mạ vàng rất đẹp. London mà đây. Dubai. Các nước luôn. Finland nè. Sa Băng luôn. Đây là khung gỗ. Đây ở trên này nó có bản đồ này, nó ghi này, ghi các nước này. Chiều cao của chiếc này là 30 cm, còn chiều ngang là 30,5 cm. Cực kỳ độc lạ, đáng để cho các bác cho âm thanh sưu tầm nha. Những cái dòng này hiếm có nha các bác. Nói chung là những sản phẩm rất độc lạ. Toàn bộ là lành tích nha. Cái này hai bên đây cũng là đáy gỗ này, khung là khung gỗ hết luôn. Rồi bác nào yêu thích sản phẩm này thì cứ alo trực tiếp em qua số điện thoại 0918120267, và đây chính là số Zalo của em. Các bác kết bạn Zalo giúp em nha. Để cần hình ảnh hoặc video gì đó em gửi thêm cho các bác tham khảo, và sẵn tiện xem được nhiều sản phẩm khác bên Zalo của em nha. Rồi em xin kết thúc video, chào tất cả các bạn.